Hey everyone, my name is Rob and I'm here with my lovely mum, just on that side, at the Neil Perry Kitchen at Paran Market. We're here today to participate in Dirt's 2021's Blind Cooking Challenge, where I try to make my mum's bun xeo with only her voice. For those who don't know, bun xeo is a South Vietnamese crispy pancake that goes great with fish sauce, and xeo means sizzle. So let's see if I can make some noise and make my mum proud. Let's do this. So, ở làm gì trước mà? Tại bây giờ con lấy cái bột này nha. Bột. Bột gì? Cái bột này là bột bánh xèo. Oh, right. Bột bánh xèo. Bột bánh xèo hiệu con gà. Oh yeah. Bây giờ mình pha cái này nửa bịch thôi. Con cắt lấy nửa bịch nha. Nửa bịch. Alright, that means half of the packet. I'm trying to process Vietnamese and English at the same time. Không, mình bóp nó, mình nửa bịch bỏ vô trong cái nồi mà mình để bên đó. Oh, okay. So she said around half. Half. So with Asian mums, it's just around half. So it's not like, you know, 250 mils, 300 mils, it's just around half. So just put around half. Well, right, we'll put around half. Half cái bịch bột nghệ. What? Bột nghệ hả? Bột nghệ, cái bột vàng vàng ở trên cái bịch á. Nó dài dài á. Thấy chưa? Vàng vàng phải không? Bột vàng vàng. Okay. This is the only thing that's kind of yellow, so I'm guessing this is bột nghệ. Half. About half. Rồi. Con cho nước dừa vô. Nửa hộp. Nước dừa, coconut milk. Coconut milk, half milk. Ơ, cô quên nó half milk, nó lộn. Half long. Half long. Nửa half long. Can. Nửa long. Let's open this bad boy. Oh yeah. Nửa, half. Half. About half of 270 mils, which is 135. Is it 135? My math is terrible. I failed math in high school. I think that's half. Oh, it's a bit more than half. It's all right. It'll taste extra creamy. And then con mix vào. Do I mix it? Rồi, bây giờ con lấy cái muỗng dài dài á, con quậy. Okay. Quay sơ sơ thôi, đừng bỏ bỏ nước lạnh vô. Alright. Để chén nó coi cho lại. Alright. Wait, how much water? Con lấy cái chén qua, con lấy nước. Bao nhiêu? Con cho chừng ít hơn nửa chén nước lạnh đi. Ít hơn nửa chén, a bit less than half a cup, something like that. Oh, hi mom. Hello. Oh, hello. Ít hơn nửa chén, rồi con cho thêm cái nước soda water vô cho nó giòn. Alright, let's hope this is enough. Rồi cái chai soda water nè, bỏ vô thêm. Yeah, get it. Yes. Nè nè, lấy cái nước soda water nha, làm sao này nha. What? Soda? Soda water nè. Oh, thank you. Bỏ vô cỡ chừng how much? Just a tad. The swishu. Con đổ vô từ từ đi, ít hơn half đi. Ít hơn half là cái gì? Ít hơn half cái này. Ít hơn half cái chén á, chứ không phải ít hơn đó. Oh, okay. Con đổ vô từ từ để bột nó nhão á. Đổ vô từ từ để coi. Để quậy coi. Just a bit. Just a bit. That's how Asian kitchens work. Just a bit of this, a bit of that, as long as it tastes good. Trời ơi, con quậy bột gì mà nó nghe giống con heo kêu á. Oh my gosh, you just called me a pig. How could you, mum? Rồi, quậy bột đều chưa? Yes. Xong bây giờ cắt hành lá, bỏ vô. Hành lá. Spring onion. Yes. I'm a pro. Cắt nhỏ vừa vừa thôi. Yeah. Ok, bỏ vô cái nồi bột bánh xèo. Ok, cái bột bánh xèo xong rồi. Ok, bây giờ con lấy hai tép tỏi đi. Hai tép tỏi. Con cắt ở dưới chút xíu con bỏ đi. Rồi xong đập nó ra, xong cái bầm bầm cho nó nhỏ. Do what Gordon Ramsay does. Fuck! That was terrible. Mà nó mâm bỏ hai tép thôi à? Hai tép thôi. Nếu mà đông người thì mình làm nhiều. Ít người thì mình làm ít thôi. Chừng nào xong cái tỏi đó thì con cắt ớt. Ok. Và ớt hả? Ớt con cắt nó ra để con lấy cái hột nó ra. Lấy hết hột ra để hồi ăn nó cay quá.
Nè, con để hộp chưa vui? Let's make it chili. Để hộp thì nó đẹp nhưng mà ăn vô nó cay quá, má cũng sợ. Chop, 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 chop. I can smell the chili. Rồi, chừng nào tỏi ớt cho xong, con cắt danh ra làm hai rồi con dắt nó vô. Ok. Yeah. Yeah. Bộ này bao nhiêu chanh vậy? Chanh con dắt vô hai miếng hai bên á. Ok. Khoảng gần nửa trái. Đây, chai nước mắm. Wait what? Con bỏ chanh rồi bây giờ gì nữa? Bỏ chanh, con bỏ chừng đường bỏ đường. Oh yeah, sugar. Bỏ hết nha. Rồi bỏ hết đi. Rồi ok. Rồi gì nữa? Rồi con bỏ chừng chút nước lạnh vô, khoảng chừng 3 muỗng mình ăn cơm á. Oh, ok. Nước lạnh khoảng chừng 3 muỗng. Some water, 3 tablespoons of water, I'll just put a little bit. Con bỏ vô chút nước soda water là nó ngon lắm. Wait what? Nước mắm người ta làm ta bỏ tí nước soda water. Really? Má bỏ không? Bỏ vô đây, chút ngon lắm. Oh, con nó, I didn't know people put soda water in fish though. A little bit of soda water. Never heard of this before, but apparently it's nice. Rồi, nước mắm ở đâu? Còn bỏ nước mắm không? Đây, nước mắm. Mắm con bỏ vô khoảng chừng 2 muỗng đi. 2 muỗng luôn. 2 muỗng luôn. Strong. Hay là hơn 2 muỗng gì cũng được. Từ từ con quậy. Quậy bao nhiêu? How much? Cái muỗng ăn how cơm á. Yeah. Con quậy, con bỏ vô chừng 2 muỗng nước mắm. Is that a lot? I don't know. It tastes it. Oh, it's chili. Crap. Oh, man. Oh, it's chili. I think I should put some more water or something. Man, bye. Oh, I should listen to mom taking out the seeds. Bị ớt à? Yep. Má nói mà. Ok, chừng nào con quậy xong con. I wanted to YOLO. Con hấp thử rồi nó vừa ăn chưa? Let's try it again. Better. Rồi con quậy nước mắm chưa? Quậy rồi con hấp thử nó có vừa ăn không? Hấp hồi. Hấp con hấp thấy hấp. Mặn hay lạt hay là nó mặn ngọt ngọt chua chua? That's pretty good. Nếu mà nó thấy nó mặn con cho vô tí soda water là nó ngon lắm. Ok, a little bit. Ok, right. Nó mặn không? It's pretty nice, but pretty chilly. But it's nice. I like it. Ok, nước mắm chừng nào xong giờ mới bào cà rốt nè. Ok. Rồi, bây giờ con bào cà rốt chưa? Chưa, má cho cái đồ bào. Bào nè. Ôi trời ơi, con mắm. Don't kill me, please. Alright, thank you. Bào xong rồi con cắt mỏng đi, con cắt nó có sợi, mình làm đồ chua á thầy. Ok. Thin strips, yeah? Cắt nhỏ nhỏ. À, cắt mỏng trước. Cắt cái lát mỏng trước, xong rồi cắt sợi, giống như sắc gừng á. Alright, I'll try. Giờ con đang cắt cà rốt hả? Yep. Ok. So funny, I just realized carrot, cà rốt. I just realized that right now. Bao rồi giờ sắc nhỏ ra chưa? Sắc nhỏ rồi hả? Rồi qua cho nước lạnh vô khoảng chừng 2 muỗng nước lạnh đi. Ok. 2 tablespoons of water. 2 muỗng, khoảng chừng 2 muỗng nước lạnh rồi cho vô tí giấm. Này là chai giấm. Nè, tay mở chai giấm, má mở mình. Ơ, được rồi. Ồ, mạnh quá. Má mạnh quá. Thank you. Má exercise nhiều không? Ừ, sáng trưa chiều tối. Tập, tưới cây, tưới kiển, làm vườn, tập, không sợ già đi không nổi. Thôi vậy, má có tập tạ không? Má tập tạ 100kg á. Wow. Cho người ta thấy muscle má ơi. Yes. Có muscle không? Ê. 1, 2, 3. I can't. Hay chưa? I can't see it, but I think it's funny. Má bự. Má còn múa võ nữa. Wow. She knows martial arts. Má đừng có té nha. Ừ, thank you. Ok, bây giờ cho. Ủa, giấm mà cho chưa, mới quên rồi vậy. Chắc rồi á.
Rồi bây giờ cho giấm nè. Rồi cho giấm. Oh, thank you. White vinegar, bao nhiêu vậy? Khoảng chừng 1 muỗng rưỡi đi, khoảng chừng. About 1.5. A bit of sugar. I don't know how much. It's gonna yellow. Đường khoảng chừng 1 muỗng hơn chút. Muỗng hơn chút, that sounds like a lot. Ờ thì từ từ rồi mình nêm thử nó làm sao. Con hấp thử một chút xíu. Chút chút. Rồi còn muối nữa hả? Ờ, có muối, để má thử má rồi chừng nào má vừa ăn má đưa cho con muối. Chừng bỏ muối, muối rồi mới thử phải không? Ờ, bỏ muối rồi mới thử. Rất. Ngon. Ngon rồi hả? Bỏ vô chút muối, chút thôi chứ không có nhiều nha. Sốc bè. Đây, đồ chua. Tí giấm, tí đường, tí muối, tí nước lạnh. Why is it bitter? Bro, why is it so bitter? Matt. Ờ, cái gì á? What's bitter in Vietnamese? Con nói cái gì mà? Đắng, nó đắng quá. Đâu có đắng đâu, con ăn. Why is more sugar? Không, không, so không bitter? Có. Bây giờ mới thì nó vậy. Chừng vài phút sau nó giấm đường muối rồi cái nó hết đắng hả? À? Really? Ờ. Ok. Con bỏ thêm đường. Không không, con phải bỏ từ từ á. Ờ, oh, ok. Phải bỏ chanh, bỏ muối, bỏ nước. Wait, nước. Chanh nữa hả? Ờ, giấm. Bỏ giấm. Ờ, oh, ok. Maybe more vinegar then. Ok, let's try. Yeah, better. Rồi, bây giờ xong cái này, bây giờ mình cắt cái củ hành. Chừng nào con xong cắt củ hành. Ok, thôi gì nữa. Whenever I look at an onion, I think of Shrek when he was like, what did he say? Onions have layers. Ogres also have layers. Something like that. I think that's what he said. Oh, that's a good movie. Shrek 2 was a great movie. I love Shrek 2. Hồi nãy má có biết con nói gì không? Không, không biết. Hồi nãy con nói là trái hành có. What the layers in Viet? Trái hành có. That sounds like a poem. Trái hành có layers. Con quỷ cũng có layers. Gì vậy? Nói gì vậy? I don't even know what I'm saying anymore. Này là. Oh. Oh no. Don't. Oh. Oh, onions. I'm gonna cry. Má. Cay mắt hả? Cay mắt. Oh shit. Sắp khóc rồi. Có tí xíu chưa? I love you. She'll never say it back to me. Má cũng cay mà má cay chút chút. She doesn't even care. Oh. Are you alright? Yeah, I said I love you. Thank you. I love you too. Oh, my heart. You just said it back. What's next? Củ hành con cắt mỏng mỏng ra chưa? Yep. Pork. Rồi. Cắt cái miếng thịt heo ra, cái thịt ba rọi đó. Wow. Juicy. Juicy. Cắt mỏng mỏng thôi. Ờ, cắt mỏng mỏng. Con cắt chừng hát cái thịt đó được rồi. Ok. Rồi, làm xong rồi phải không má? Ok, xong rồi, giờ ngồi nghỉ đi. Alright, prep is done. And next step, I'm gonna start frying stuff up. Alright, we are back. And ready to make the bun sale. Oh, I just realized there, now we get an apron. I don't know where this came from. Tay ơi, mở lửa nha tay. Yeah, rồi. Rồi, lửa lớn lớn lên. Yep. Nấm cho nấm cái chảo. Yep. Xong rồi bỏ dầu ăn. Dầu ăn. Ờ, bỏ dầu ăn ít ít thôi. Veggie oil.
Con cho dầu ăn ít thôi. Okay. Yeah, yeah. Coat the pan. Yeah. Rồi, bỏ củ hành vô nha. Alright. Well, onion. Còn cái thịt thì sao? Thịt. Không, bỏ củ hành vô quậy quậy cái cho nó thơm thơm cái rồi bỏ thịt. Alright. Oh yeah. Rồi, bỏ thịt vô trước. Put the pork belly. Con bỏ thịt mà cắt mỏng nãy, còn cái nguyên cái cục bự đừng có bỏ vô nha. I'm Asian, I use a chopstick. Tại có nghe nó xèo xèo chưa? Should I try and flip? Con bỏ thịt vô chưa? I'm a pro. Coi chừng nó văng á. Yeah, looks nice. Trộn thịt qua lại cho nó cho chín thịt bớt. Rồi xong bỏ tôm vô nha. Oh, ok. Thịt quậy quậy cho nó chín bớt á, tái 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 bớt. Yep. It just pop. Rồi tôm nha. Tôm đi. Oh yeah. Con trở trở cái con tôm nha, miệng tôm này. Wow, smells good. Con tôm hết. Này nó hơi bự, con trở trở nó qua. Hết sảy rồi má. Bạn nghe mùi thơm chưa? Yeah. Khóa đã. Rất là lễ hải. Trying to think of adjectives in Việt. Rồi bây giờ nó quậy nó bỏ bột để lâu quá. Oh, really? Thì sợ nó cháy cái chảo. Còn cái tôm thì... Tôm bỏ vô rồi trở qua đó lại. Yeah. Rồi, mà bỏ cái bột vô. I mean, you can eat prawns raw. So... I ain't gonna die. Yeah, let's... I need like a ladle. It's just like... not very efficient. You know what? I'm just gonna pop it in. There we go. Ok, lấy cái nắp đậy lại. Oh, I just bounced on my finger. This is too thick. It looks like a bloody... Oh, no, what did I do? I stuffed up. I put more YOLO. There we go. Let's make it big. Is this a thick-ass pancake? I think it's meant to be thinner. Oh, well. Stuff it. Con bỏ bột vô rồi hả? Yes, rồi. Yeah, okay, bỏ giá. Close the lid. Rồi con đậy nắp khoảng chừng 2 phút con mở nắp ra. Oh, okay. Alright, mom said lid on for 2 minutes. It's been about 45 seconds. What should I do in the meantime? Dance. Rồi, con cho lửa nhỏ lại một chút nha. Có cho lửa nhỏ lại một chút không con? Đây. Yeah? Con cho lửa nhỏ lại chút để bánh xèo nó cháy. Oh. Lửa nhỏ. Ok. Lớn quá nó cháy. Để từ từ cho nó chín. Bro, pancake looks thick as. Like a I don't know if I should say it. But it's thick. Thầy hát nhạc xuân không? Chờ cho nó chín. Hả? Xuân đã về, xuân đã về. Xuân mới sang, quần xuân tá cá vàng. Xuân thắm hồng, xuân nước Việt. Việt Nam nước Việt ngàn năm, la la la. I don't even know what I'm doing anymore. Tại có nhớ cái bản Tết 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 đến rồi không? Tết 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 đến rồi. Tết 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 đến rồi. That's all I know. Ngày mừng vui, ngày xuân ai cũng vui chơi. Người lo đốt pháo, người lo bánh chưng bánh dày. Còn mẹ yeah, con mom. Mình lo it, đô bánh xèo. Alright. Putting the lid back on. The bob doesn't look... It's cooked down below, but I don't think it's cooked on the top. So we'll see how we go. Tài ơi, đổ tiếp bây giờ. Lát đổ tiếp một cái, hai cái hay là muốn đổ 10 cái nữa? À... Đổ cho hết bột luôn đi. Yeah. Ok, bây giờ má coi thử coi nó vàng chưa. Ồ, nó vàng rồi. Chờ chút nữa nó giòn nữa. Nhưng mà vừa giòn quá cũng hết ngon. Ok, má lấy cái bánh xèo ra. Oh really, oh ok. Con think con phải để con lâu hơn xíu nữa.
Của má nó giòn rồi, má thích giòn gì vừa, giòn quá ăn nó cũng bị khô. Của con nó hơi à... Ồ, thấy cái bánh xèo chưa? How do you say? Thick in Viet. Nó hơi mập. À. That's fat. Rồi, má xong cái bánh xèo. I mean, the bottom looks nice, the top looks a bit funny. Giờ đổ tiếp cái nữa nha. Alright, let's take it out. Okay. Looks a bit burnt, but I like mine crispy. Look yummy, huh? After you try. Alright, let's attempt to plate. Ah, it broke a bit. That's my bun sale. All right, we made it, mum. Làm được không? Mà thấy của con đẹp không? Đẹp quá. Really? Ừ. Thấy nó hơi hơi tùm lum tùm la. Lần đầu tiên làm vậy là giỏi. All right, first time she said it was all right. Oh, yeah, mum's approval. yeah, của má đẹp lắm á. Oh, thank you. It looks nice. Oh, nước mắm của má cũng thấy đẹp hơn của con thấy mắc cười quá. Thấy của con thấy mắc cười. Yeah, má thử con ha. Thử ha. All right. Let's. I'm gonna try mom's one. Mom's gonna try my one. See how it is. All right. Nervous. So see what mom says about my bánh xèo. I'm scared. Alright. Okay. Bây giờ lấy rau lá gói lại. I'll get some of yours. Này. Tiêu tô. Cái bánh xanh. You have enough stuff in here? I want a prawn. Give me a prawn. There we go. Rau răm. Okay. Viet mint. I don't know what it's called. Rau răm lá quế. Tiêu tô. Cái này là tiêu tô à? Tiêu tô. Okay. Tiêu tô. And cái này là gì? Rau răm. Xà lách. Alright, you got. Oh wow, của má đẹp hơn của con. I need to put more herbs maybe. Nah, that's alright. Okay. Pop this in here. Cheers. Oh, wait. Cheers. Mmm. Oh wow. Mmm. Đắm mì. Con ngon không? Ngon mà nó nghe nó thấy chắc hơn cháy chứ. Chết rồi. Nó cứng chứ. Chắc lửa của con nó quá mạnh. It is a bit burnt and a bit hard. No. Oh, wait, I should try my one. I haven't tried my one yet. Alright, I'm just gonna try it. Just try a piece of it. Có phải không? Ủa con cứng chút phải không? Yeah, your one's better. Thanks everyone for watching. I hope you enjoyed our blind cook-off. Enjoy the rest of our content for Dirt 2021. And Happy New Year! Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc bà con vui vẻ, khỏe mạnh. Happy New Year. Happy New Year. Nói Happy Birthday.